nhiều nó đúng như khác. Hai cho anh em nói chỉ là lượng mình là từ lũy S98. Đây là video bán ác tập số 383 của mình với một cái ác ở V13, ở xe vừa số 63. Xe vừa cũng không cũ lắm, cũng không mới lắm dành cho các anh em. Ác V13. Đây cũng là một cái ác hiếm hoi còn kim cương trong một thời kỳ mình nghĩ rằng ra nào nó ra sự kiện rất là tốt như thế này. Có khả năng hút kim cương của người chơi cực kỳ tốt luôn. Những sự kiện gần đây các boss đều rất là hot. Gần như con nào nó cũng có cái tính năng hay ho và thú vị, hợp lý, đi được với rất nhiều loại hình khác nhau, nên thành ra là cái lượng kim cương một người chơi tích được nó rất là khó. Điều đấy cũng có nghĩa rằng những cái sự kiện càng về sau càng ngon thì những ai còn được càng nhiều kim cương thì người đó sẽ còn càng nhiều lợi thế hơn. Đây là một ác mình nghĩ rằng hoàn toàn hội tụ đầy đủ điều đấy. Ác thì mình cũng nói luôn là vừa mới đua Omega Dugo top là hôm 20 với cái điểm rất là mình nghĩ hợp lý, nó là điểm 2000 điểm, có thể ghép được Omega Rugal, mục đích chính là để kích gọi là tăng tăng kích duyên thôi, gọi là tăng uy thôi. Nghe nó hơi buồn cười đúng không các bạn, nhưng mà mình nghĩ rằng khi mà các bạn đã đạt đến cái tầm gọi là VIP 13 ấy, là chơi một thời gian đủ lâu thì các bạn sẽ thấy rằng tư chất 14, 15 hay là người còn gọi là boss ấy, nó không phải cứ xuất hiện là tao ôm hết lấy về và đưa nó vào đội hình chính để chơi đâu, mà cái quan trọng ấy, nó là chúng ta sẽ phải xác định một đội hình chính xác và nuôi nó một cách lâu dài. Chứ còn con võ sĩ tư chất 14 hay 15 nào nó cũng đều mạnh cả, và sắp tới thì các bạn lại thấy là bát môn nó lâng lên rồi, nó được lâng lên rồi, mai mủng gì đó nó cũng là boss rồi, nó chứ nó cũng không thua kém gì những cái tư chất 14 ngày xưa cả, các chỉ số ẩn nó cũng tăng vọt, còn đâu bộ kỹ năng của nó thì đã được update bát môn sớm, nên thành ra nó rất là khỏe và hoàn toàn là có thể ngang mâm với những cái võ sĩ tư chất 14 khác, với những cái boss khác chứ cũng không yếu đuối gì cả đúng không? Do đó thì thực sự việc đối boss hay không, nó mình nghĩ rằng để gọi là lấy đủ võ sĩ hay tăng uy là chính là cái điều hết sức chính xác. Đua 2000 điểm để tích lại kim cương chờ những con boss sau ngon hơn. Mình lấy ví dụ như những cái boss viện trợ hay là mũ khai mô cùng gì đó, hay là để dành kim cương quay mèo, mình nghĩ là những cái kế hoạch tốt hơn. Rồi lực chiến của chủ ác thì hiện tại đang là trên 1 triệu lực chiến, một con số rất ổn và hợp lý, chứng tỏ rằng biết chơi chứ không phải không biết chơi đúng không? Tốt đấu trường trong 20 giờ 9 ngày hôm nay thì mình cũng check luôn, hiện tại thì đang là top 11 và nó chắc chân trong 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 trong, trong top 1x này. Hên xui thì đấy, nhưng mà trong 20 giờ 9 thì có thể gọi là đánh vào top trong. Uy lực hiện tại cũng mình đánh giá là cao, mình thì rơi vào khoảng độ 32 33.000 uy lực. Chủ ác thì hiện nay đang là 35.000 uy lực. So với người chơi thì mình xin nhắc lại là so với người chơi cùng server là tương đối cao, là tương đối cao. Đội hình hiện tại thì đang là tứ hồn kẹp Aenis kẹp Zero chứ không dùng Omega Rugal, mặc dù đang có Omega Rugal. Trong tương lai thì anh em có thể tùy biến thành rất nhiều đội hình khác nhau vì còn rất nhiều kim cương. Hiện tại thì mình sẽ check qua một chút về danh sách các võ sĩ trong đội hình như sau. Yorizi skin mới đấy, đây là Zero, đây là Kaunet, đây là Kulai, đây là Aenis, đây là Leolajit. Mình check môn của từng võ sĩ một như sau. Rồi Leo là gì đã lục môn đúng không? Đây là một trong những cái võ sĩ im rất im ba, hồ động đi được tứ hồn và xà thì rắn thì nó càng tốt hơn. Yorizi Tamon, Kaunet đang nâng lên Tamon và các bạn nhìn thấy còn dư 100 mảnh. Kula thiếu mất một hồn vũ khí thôi là đủ nâng lên lục môn rồi. Zero thì đang ở tầng nhị môn. Anit cũng thế, thiếu mất một hai cái hồn hiệu cuốn sách là cũng nâng lên tới tầng cao nhất. Phía kiếm hồn hiệu cuốn sách này thì các anh em còn kim cương thì chú ý trong mọi sự kiện đổi hồn hiệu cuốn sách của nó thì nhớ tham gia là sẽ đủ thôi đúng không? Chữ ác thì cũng đang nâng môn rất là nhiều nên thành ra cũng thiếu vàng luôn. Mình check một chút về túi đồ của anh này. Đây là hồn hiệu cuốn sách cũng như hồn vũ khí. 154 viên đá thần rất kinh đúng không? 84 mảnh vạn năng. Bên dưới này mình nghĩ rằng 200 mảnh Omega Rugal, 138 mảnh As, 50 mảnh Robert 2K2 này, những thứ hết sức nổi bật. 108 mảnh Cao Rex nữa. Đấy. Bên dưới này mình xem có gì. Một số dương tăng đặc 10, 259 chiều dương thân. Túi kim cương này chắc là từ vừa vòng đua Omega Rugal vừa xong. Danh sách võ sĩ này mà đang có, mình có thể nói luôn là có Omega Rugal rồi nhé. Ca phẩy ở đây mình nghĩ rằng cũng bốn miếng đàng hoàng 6 sao đấy chứ không phải là vớ vẩn đâu, nguồn vũ khí đầy đủ luôn đấy. Quên nguyện hôm trách cho anh em qua đội hai đây đúng không, gần như là anh em nào lấy ác về là chỉ có ngồi bấm lên lục môn của ca phẩy thôi, rất là ok đúng không. Mình sẽ check luôn cái hồn vũ khí của ca phẩy, các anh em cùng theo dõi kỹ đồ nhỉ. Đây mình chắc chắn là có hồn vũ khí rồi, đây đúng không, có hồn vũ khí rồi, ăn học đầy đủ luôn đấy các bạn ạ. Chẳng qua là
chủ bác chưa muốn chơi sáng thế hổ nên là đưa Yuri dị vào. Anh em nào yêu thích sáng thế hổ thì chỉ việc thay Yuri dị vào, quên mất, thay ca phẩy ở vị trí của Yuri dị là xong, và tất cả nó đều đẳng đỏ rồi chứ không phải là sách chiếc đều ngon lành hết rồi. Các anh em đổi bộ phím là xong đúng không, rất ổn chứ không phải là gì cả. Áo này thì mình nghĩ rằng các anh em có thể theo hướng đó là hướng mình nghĩ như sau: thay con ca phẩy vào đây, thay nốt Kyo bằng cao đấy vào đây đúng không, à, mình quên mất, thay Teddy 2K3 vào cao đấy, như thế là mắc bình. Còn Kaoret thì các anh em đừng tiếc làm gì cả, sau này sẽ có tính năng viện trợ cho Kaoret. Bây giờ thì QQ đã ra rồi, chính xác là ra lâu 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 phết rồi, nên các anh em có thể đưa nó vào viện trợ. Mình cũng đưa Kaoret vào viện trợ. Thực sự Kaoret trong team nó có tính năng búp là chính, thực sự nó không gây ra cái lực sát thương được mạnh mẽ như là Yorizi hay là Ca phẩy hay là Teddy 2K3. Là cái đề xuất của mình dành cho các anh em mua ác này. Đấy. Còn ác này tiềm lực nó rất là ổn rồi, kim cương còn nhiều, VIP cao, top đấu trường ổn, duy trì nguồn lợi tức hết sức là ổn định. Mình đã đủ thông tin để các anh em check cái ác này, quyết định ác này. Giá ác là 1,3 triệu. Bạn nào mua ác liên hệ với mình theo số điện thoại cũng như link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán ác tập số 383.